Mày có biết tao là ai không? Tao là đàn anh của Sáo Độc. Mày khôn hồn biến. Mày dám đụng tới tao. Được rồi, mày ngon. Bộ hai người mượn nợ mấy người đó hả? Tôi thiếu hồi nào, bả mượn nợ tụi nó. Mượn nợ rồi không chịu trả tiền lời, nó qua nó đầu tiền lời. Mày thấy vậy mày nhào vô cứu bả, nhảy nhảy vô quýnh mình luôn à. Tại mấy người đó hung hăng dữ lắm, ai cũng bỏ chạy hết đó. Chỉ có hai anh chị là vô cứu thôi à. Tâm cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn nha con. Không có tụi con là tụi gì chết mất tiêu rồi. Có gì đâu gì. Cũng bà con sống giềng với nhau không à. Mà sao dì nợ tiền tụi nó vậy? Cái quán nhậu đóng cửa, dì mới mượn nợ của tụi Sáo Trọng để Hùng mở lò bánh viên cha Tư Sáng nè. Mới đầu ký hợp đồng với tụi nó là nó ghi có 3% thôi. Giờ nó đòi nợ cái nó ghi thêm con số 0 là 30%. Dì cãi với tụi nó, nó không chịu cái nó đánh gì. Tụi này là có tụi lừa gạt chuyên nghiệp. Nó cố tình nó gài bẫy người ta, nó đánh người ta để nó lấy tiền. Con nghĩ tụi nó không để yên đâu. Dì báo công an liền đi. Thôi, dì sợ tụi nó trả thù lắm, thôi đừng có báo. Dì yên tâm đi, có con với thằng Mẫn đưa dì lên công an báo. Với lại dì về bến xe ở đi, có con với bà con mọi người sẽ bảo vệ cho dì. Đúng rồi, nghe lời con Nguyên đi. Đi báo công an, báo dân phòng để bắt hết tụi nó đi. Đừng có sợ. Công an nói là sẽ giải quyết chuyện này. Dì Tám cứ yên tâm nghe. Nếu mà tụi nó tới tìm nữa thì có bà con chòm xóm, có tụi con nữa. Dì đừng có lo gì hết. Dì cảm ơn hai đứa con nha. Dạ không có gì. Bánh xày thiệt là đáng sống. Mình mà có chuyện gì á thì bà con tới giúp liền à. Mày mốt bán đất á, đi vô khác á, không biết sao đây. Đúng rồi đó, hồi nãy con la quá trời la luôn. Mà mấy người xung quanh là không ai dám cứu hết á. Không có giống chị Quyên với anh Mẫn. Lòng em